Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái bánh xà lam nhân dừa. Được sự yêu cầu từ các bạn rất là nhiều thì hôm nay mình mới chia sẻ được nè. Đầu tiên thì mình chuẩn bị đây là dừa. Dừa này là các bạn chọn cái loại dừa gám á. Mình dùng nửa trái lớn là 250g á. Rồi mình dùng thêm là 200g đường cát trắng. Thì các bạn cho hết 200g đường vào trong 250g dừa và một chút xíu muối để cái nhân của mình nó đậm đà ngon hơn. Và nếu các bạn thích ăn ngọt hơn thì mình dùng luôn là một lượng dừa và một lượng đường. Trộn đều xong rồi mình sẽ để ở đây cho nó ngấm đường. Tiếp tục mình chuẩn bị đây là phần bột. Bột thì mình dùng cái loại bột mì này, bột mì của Hoa Ngọc Lan. Thì mình thấy cái vỏ bánh nó mềm và nó có cái độ xốp hơn. Tuy nhiên các bạn cũng có thể dùng bột mì đa dụng cũng được nha. Và 50g dầu ăn, một chút xíu muối. Đây là cái nước đường mà mình nấu nè. Nước đường để làm bánh nướng hay là bánh trung thu đó. Thì mình sẽ để link ở trong phần mô tả, các bạn có thể xem thêm ha. Mình sẽ cho cái lượng nước đường qua ngoài này là một khoảng nửa chén. Nửa chén nước đường. Nước đường của mình rất là sánh kẹo và có cái màu đẹp. Thì nước đường này các bạn nấu khoảng chừng một tuần mình mới dùng được á. Rồi mình sẽ lường tiếp cái phần bột ha. Mình lường vô chén để cho các bạn nào không có cân á, thì lường bằng chén. Hai chén dung dung dừa dừa là 300g bột. Đừng có đầy quá nha các bạn. Dừa dừa thôi là 300g. Bột mì hay là bột mì đa dụng đều được. Nửa muỗng cà phê muối mình cho vô đây luôn. 50g dầu ăn hay là 50ml dầu ăn. Nước đường này thì mình sẽ cho vô từ từ ha. Tại vì tùy theo cái loại bột củ mới và cái độ hút nước nó sẽ khác nhau. Nên mình cho vô từ từ. Các bạn nhìn thấy cái nước đường của mình ngon không? Rất là sánh kẹo luôn. Bây giờ mình sẽ trộn trước. Mình trộn coi cái loại, cái lượng nước đường và bột nó vừa chưa. Mình trộn cho nước đường nó phủ đều cái phần bột hết thì mình thấy nó khô. Thì mình sẽ cho hết cái lượng nước đường còn lại vô đây luôn. Nếu như các bạn thấy khô thì mình cho thêm nước đường. Và với 300g bột là 180ml nước đường hay là 180g nước đường là vừa luôn, là tương đương nửa chén ăn cơm á. Bây giờ mình sẽ bóp sơ cái phần bột. Các bạn nhớ chỉ cần bóp sơ để cho nó ngấm đều cái nước đường thôi. Mình không có nhồi ha. Mình nhồi là cái vỏ bánh của mình nó bị chai cứng. Rồi mình bóp sơ vậy cho nó đều là mình để ở đây cho nó nghỉ 30 phút, đậy lại cho nó đừng có khô. Cái phần dừa nãy giờ mình ốp đường á, thì bây giờ nó cũng ra nước hơi sền sệt rồi. Bây giờ mình cho vô trong cái chảo mình xên luôn ha. Cái dừa này các bạn nạo mà nó hơi to á, thì nhớ là mình băm lại cho nó nhỏ chút xíu thì nhân nó mới ngon. Và mình xên nhân thì mình xên với lửa nhỏ nhất, để cho nhân của mình nó ngấm nước đường và nó tan từ từ. Mình cứ đảo liên tục, nó dễ bị cháy. Đây là bột nếp chín hay là bột bánh dẻo, bánh in. Mình cho trực tiếp vô luôn, khoảng chừng 20g là tương đương là 3 muỗng canh dung. Nếu các bạn không có cái bột này thì các bạn có thể hòa cái tinh bột năng hay là bột mì tinh á chung với nước cho nó tan rồi mình cho vô cũng được nha. Mình xào nhân một hồi thì nhân của mình bắt đầu nó khô ráo và nó dẻo rồi nè. Mình sẽ cho vô đây thêm một ống vani để cái nhân nó có cái độ thơm ngon. Tiếp tục mình xào sơ rồi mình tắt bếp liền khi mà cho vani vô. Rồi tắt bếp ha. Mình cho ra cái dĩa cho nó nhanh nguội nè. Nhân của mình rất là dẻo và thơm luôn. Cái phần nhân á, các bạn xên như vậy á, ngon lắm luôn á. Quay trở lại cái bột thì mình để được 30 phút rồi. Bây giờ mình sẽ lấy bột ra ha. Rắc một chút xíu bột khô để tạo cái bột áo. Rồi mình cho cái khối bột của mình ra.
các bạn chỉ cần bóp sơ, không cần nhồi. Lưu ý đối với cái bánh nướng là mình không nhồi ha. Và cái vỏ bánh của mình á, nếu các bạn thích mềm hơn khi mà trộn bột, mình cho vào trong vỏ bánh một muỗng cà phê thuốc muối thì cái vỏ bánh nó sẽ mềm hơn á. Bây giờ mình chia ra hai phần, sẽ cán dẹp ra. Các bạn nhớ mình lót ở dưới là miếng giấy nướng á, để chống dính cho bột, thì chút nữa mình để lên chảo mình nướng luôn. Cắt những cái rìa bánh cho nó đẹp nè. Có thuốc muối hay là muối nở baking soda thì mình cho vô một muỗng cà phê, bột nó sẽ mềm. Nếu mình ăn ở nhà mình không cần thuốc muối cũng được ha. Cho nó vuông với nhau cho nó đẹp ha. Rồi bắt đầu mình cho cái nhân dừa vô, mình gói nó lại nè. Thì mình làm cái bánh hôm nay bằng cái chảo đó, cho nên nó cái bột của mình cán không có mỏng lắm. Nếu các bạn thích mỏng hơn, có thể cán thật là mỏng và cho vô chảo mình nướng thì nó hơi khó một tí xíu ha. Nướng chảo thì mình làm cho nó hơi dày dày một chút, mình dễ trở. Túm nó lại cho nó áp sát vô cái phần nhân nè. Cái bánh này á, cũng có bạn yêu cầu mình rất là nhiều lần, nhưng mà mình làm 2-3 lần á, các bạn mới thành công được cái vỏ bánh ngon, nên mình mới chia sẻ được á. Đây mình làm cho nó ra cái hình tam giác cho nó đều nhau. Cái bánh xà lam thì mình cắt ra nó sẽ có cái hình tam giác. Đây mình sẽ túm hai cái đầu này lại ha, cho nó kín cái phần nhân. Rồi mình cho vô trong chảo mình nướng luôn, không cần nghỉ nữa nha các bạn. Bắt lên bếp. Các bạn cố gắng mình bắt với cái lửa nhỏ nhất. Để nắp lại cho bánh nó chín từ bên trong ra bên ngoài luôn. Và trong lúc nướng các bạn nhớ xoay cái chảo ha, cho nó đều. Sau khi mình nướng nãy giờ được 10 phút rồi đó. Bây giờ mình sẽ trở bánh. Mình trở lên, hơi vàng chút xíu rồi đó các bạn. Mình trở đều 3 lần thì bây giờ cái bánh của mình nó đã vàng đều hết rồi nè. Nướng bằng cái chảo thì các bạn hơi tốn công chút xíu là mình canh chừng á. Sau khi mà mình đã nướng được hai cái bánh vàng đều hết trơn rồi nè. Cái đầu tiên hồi nãy nó hơi đen chút xíu. Bây giờ mình sẽ cắt ra luôn. Cái bánh này các bạn muốn mềm ngon thì mình phải để 2-3 ngày ha, nó mới mềm ngon được. Nhưng mà mình quay cho nên mình cắt mình chia sẻ luôn. Các bạn làm ăn á, mình để qua 1 ngày cho nó mềm. Đây cái bánh của mình nè. Bánh xà lam nhân dừa. Cái vỏ bánh còn hơi cứng chút xíu, nhưng mà không sao, mình làm ăn vậy là ngon rồi. Mình đã cắt ra xong một dĩa nè các bạn. Những bí quyết để cho vỏ bánh mềm chính là mình cho muối nở nè, baking soda. Mình rắc thêm một ít mè cho nó ngon ha. Và trong lúc nướng các bạn nhớ xịt nước thì vỏ bánh của mình nó sẽ mềm ngon. Tuy nhiên mà mình nướng trong lò thì mình đem ra mình xịt nước được, còn nướng chảo thì các bạn làm sao mà đơn giản nhất để mình ăn thôi. Đây. Bánh ngon ha. Đây cái bánh xà lam nè, hồi nhỏ mình thích ăn lắm luôn á các bạn. Cái nhân ngon ghê luôn. Cái nhân á, nó béo, nó thơm và nó có cái độ dẻo ngọt rất là đậm đà luôn. Cái vỏ bánh thì ngọt, ngọt ngọt và thơm thơm, rất là ngon luôn á các bạn. Các bạn hãy làm thử để thưởng thức cái món bánh xà lam nhân dừa nha, món bánh của tuổi thơ. Và chúc các bạn có ngay một món bánh thơm ngon. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, like và chia sẻ các video nữa nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.